Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi đang có mặt tại một quán cà phê rất là nổi tiếng hiện nay. Quán cà phê được mang tên là Combilan, nằm ở trên đèo Mimora thuộc thành phố Đà Lạt. Quán cà phê Combilan này còn gọi là quán cà phê xương rồng. Nói đến cà phê thì chắc hẳn cũng không lạ gì với tất cả mọi người. Thế còn quán này có gì khác biệt so với các quán cà phê khác thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi vào bên trong để cùng nhau chiêm ngưỡng. Xin mời. Vâng, khi vào bên trong của quán thì đã phát hiện thấy một chiếc xe của đời Tống. Vâng, vào đến bên trong quán cà phê thì đã phát hiện những cây xương rồng rất là đẹp, và hình ảnh những chiếc xe của đời Tống đã xuất hiện. Các bạn thấy không, rất nhiều các loại xương rồng đây, phải nói là rất là đẹp và lãng mạn. Trong quán cà phê này thì Thank you.
đầy có núi non, có hồ nước. Và đặc biệt nhất thì tôi đã phát hiện thấy một cặp tình nhân đang ở dưới nước. Vâng, đó là cặp gì? Tìm tòi.